nếu bạn chưa biết đề ba tám bi thì clip này sẽ dành cho bạn đề ba tám bi thì cũng khá là đơn giản đấy, anh em à, anh em cứ để bi chủ này bi số một này bi số tám và bi số sáu trên một đường thẳng nhé và để hai áp phê hướng năm giờ hoặc là bảy giờ à, không cần đánh lực quá mạnh nhé và bi nó sẽ cực kỳ tơi dễ dọn bàn đó anh em thấy không nó mình đề ba xong không có con nào rớt luôn thấy chưa